Chào các bạn, chúng ta xem những chiếc thuyền đánh cá về đất liền để tránh bão Noru. Đây là một chiếc thuyền nhỏ và ở ngoài khơi còn rất là nhiều thuyền lớn nha. Và hiện giờ họ đã nghe được thông báo và họ đã cố gắng về cảng nha. Đây là cái khu vực gần cảng và còn cách cảng khoảng 3 km. Bây giờ sóng cũng rất là mạnh nha. Quá trời à. Đây là một chiếc thuyền cá. Từ ngoài đảo ở phía sau là một cơn mưa rất là lớn các bạn. Báo hiệu một cơn bão rất lớn đang tới dần nha. Và chiếc ghe này nó đang cố gắng chạy về đất liền nè. Sóng hiện giờ quá mạnh các bạn ơi. Tài công lái trên chiếc ghe này họ phải đứng và hai tay vịn hai bên. Họ cố gắng lái xuôi theo cái dòng nước và nó có thể đánh rất là nguy hiểm nha. Đây là những tài công kỳ cựu đi biển nha các bạn. Bình thường lái là rất là khó khăn.
gió nha các bạn. Quả chạy chiếc tàu biển này sóng nó lùa vô nha, sóng cái gió lùa vô trong bờ luôn nha.